Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài từ nay cho đến cuối tháng chạp, thì việc lựa chọn một điểm đến cuối tuần để cả gia đình có thể vui chơi cùng nhau, để cùng ăn uống nè, cùng chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cả gia đình, tìm được một nơi như thế giữa lòng Sài Gòn đất chật người đông như thế này quả là một điều không hề dễ dàng, phải không thưa quý vị? Và trong tiết mục ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một điểm đến khá là hấp dẫn, đó chính là Thảo Cầm Viên. Nào bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng vào bên trong để cùng khám phá Thảo Cầm Viên quý vị nhé. Tọa lạc tại số 2B Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Cao, quận Nhất, Thảo Cầm Viên Sài Gòn hay còn gọi là Sở Thú là di sản văn hóa lịch sử gần 150 năm tuổi của Sài Gòn. Thảo Cầm Viên được xây dựng vào năm 1864, đến năm 1865 được mở rộng ra với diện tích 20 hectare và chính thức mở cửa phục vụ du khách vào năm 1869. Sau gần 150 năm hoạt động, Thảo Cầm Viên đã có 125 loài động vật, 1.000 loài thực vật. Trong đó có nhiều loại động thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ của Việt Nam. Vị giám đốc đầu tiên của Thảo Cầm Viên chính là nhà thực vật học Jean-Baptiste Louis Paris. Ông sinh năm 1833, mất năm 1905. Trong suốt quá trình phụ trách quản lý Thảo Cầm Viên, ông đã có công giữ lại các loài cây quý của rừng Việt Nam như cây mép, cây cỏ đỏ, vân vân. Ngoài ra, ông còn đưa về Việt Nam nhiều loại cây như cây giá tỵ, cây sọ khỉ, vân vân. Ông cũng chính là người có công cho trồng nhiều cây ở công viên Tao Đàn, trên các con đường ở thành phố Hồ Chí Minh, hay trồng cây cà phê trên cao nguyên. Chuồng khỉ là công trình được giữ nguyên hiện trạng kể từ khi xây dựng vào năm 1915, mặc dù trải qua nhiều lần tu bổ. Trước đây nó được dùng để nuôi chim, nhưng sau này nó được dùng để nuôi các loài linh trưởng. Khu nuôi voi được nhiều người quan tâm nhất. Ở khu này có 6 chú voi được nuôi dưỡng cẩn thận. Vào ngày cuối tuần, lúc 9 giờ sáng, tại đây sẽ có tiết mục xiếc voi. Các chú voi sẽ trình diễn các trò như lắc chuông, nối đuôi nhau đi vòng quanh, đi qua cầu, xoay đầu trên cầu, vân vân. Du khách có thể tự tay cho voi ăn, chụp hình với các chú voi thân thiện này. Nếu như khu nuôi voi có thể làm cho các em nhỏ của chúng ta sợ, thì ở khu vườn thú thiếu nhi, các em có thể vào tận bên trong chuồng, cho chúng ăn, chụp hình hay thậm chí vui đùa với các con thú. Đây là ý tưởng của ban quản lý Thảo Cầm Viên. Cách làm này giúp các em có không gian tiếp xúc trực tiếp với các loài thú, từ đó có thể giáo dục cho các em tình yêu thiên nhiên, tình yêu động vật. Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn. Vâng thưa quý vị, sau một ngày vui chơi ở Thảo Cầm Viên thì quý vị cảm thấy như thế nào? Riêng Kỳ Nguyên thì Kỳ Nguyên cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng với những hoạt động nơi đây. Hy vọng đây sẽ là điểm đến cuối tuần của quý vị và gia đình. Đến đây thì chương mục của chúng tôi xin được tạm dừng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương mục kỳ sau. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la. La 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 la. Tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa. La 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 la. La 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 la.